Hi, em xin chào chúc anh em quay lại kênh hàng bảo của em ha. Thì em xin cảm ơn chúc anh em đã tin tưởng hỗ trợ em trong thời gian qua ha. Rồi cảm ơn những anh em mới đăng ký kênh, bấm like và chia sẻ kênh giúp em ha. Thì cũng vẫn như mọi khi thôi nha anh em. Đó. Có điều chia sẻ với anh em nhiều đây thôi ha. Rồi thì hàng em là hàng cũ đã qua sử dụng cho nên anh em cố gắng xem và nghe thật kỹ trước khi chốt giùm em nha. Không gài hàng quá nào nó nghe nó cũng hơi hiếm mà nha anh em. Đi kiếm hơi khó quá. Nó hàng đang bị kẹt cảng nó về nó ra không được anh em thì cũng gán xăng để về để phục vụ cho anh em ha. Rồi em có nhiều là nghe giới thiệu với anh em nha. Chưa biết khi nào hàng nó thông thoáng lại anh em ơi. Rồi em vào chi tiết luôn nha anh em. Mã đầu tiên là một cái thùng đồ nghề mã 31 này là 520k. Thì nói chung thùng này còn đẹp lắm, nó có bị chày mũ đây tí xíu nè, nó dính nhớt anh em. Rồi em không vệ sinh em để nguyên cho anh em xem là dòng Iris nè. Iris nè mà này là cái khâu này là khâu đồng luôn nè, nên rất là xịn sò nha anh em. Ở trong có sao em đưa vậy luôn nè ha. Hộp ốc vít nè. Hộp đầu cót nè. Hộp đầu cót này không bình thường anh em mua cái 100.000 á. Hộp vít cũng vậy luôn á nè. Cót xịn đàng hoàng nha anh em. Cót này là một đầu hai đầu âm. Một đầu âm mình nhắm ra hai lỗ á, với đầu dương á, nó dạng như có thí dụ như có gắn xe Honda xe hơi rồi đó anh em. Rồi kèm một cây vít này ha, trong này luôn nè anh em, có sai em để nguyên như vậy luôn nè. Đó. Nói chung này đẹp nha, nó dính nhớt đó nha anh em, chứ không gì chơi nó dính nhớt á. Rồi để em đo anh em tham khảo nha, thùng này đẹp nha, không lỗi lầm nha anh em. Cái này đó là dạng như nó kéo nó bị xước thôi nha, chứ không phải bể nứt đâu nha anh em. Rồi để em đo. Chiều dài của nó là khoảng 40 nha anh em. Chiều cao thì chắc khoảng 13, 14. Chiều ngang chắc khoảng 18 năm. Rồi mã 31 này là 520k, thùng rất là dày nha, nhìn nhựa rất là xịn nha anh em. Rồi mã thứ hai, một cây dũa cưa xích của Austin. Đó anh em thấy không? Rất là đẹp nha. Thí dụ như anh em nào đó, mình không cần dũa, mình mua về mình trưng bày chung sản phẩm của mình cũng được đó. Anh em nằm mà xài Austin thường á ha. Cây này rất là hiếm gặp nha anh em. Austin nè. Austin nè. Đó anh em thấy không? Rất là xịn sò nha anh em. Cực kỳ xịn sò luôn. Nó là dũa tròn đồng tâm. Để em đo thử cái dũa mấy ly nha. Ba ly 78. Đó. Nhưng mà dũa tròn đồng tâm này dễ tìm nha anh em. Tổng chiều dài của nó là khoảng 30. Đẹp nha, cái này đẹp lắm. Anh em về chân chung cũng đẹp nữa. Đó em làm dây này em treo nè. Rồi mã 32 là 240k. 33 cũng là một cây dũa lưỡi cưa xích luôn nha anh em. Nhưng mà cây này thì nào nó ngay xấu cây kia chút xíu, nhưng mà bù lại nó có thêm một cái thanh sơ cô nữa nè. Thanh này đó là của Orion Gold, cái này là của Ý nè, cái này là của Phần Lan nè anh em. Em chưa vệ sinh nó dính dầu nhớt, nó hơi dơ nha. Cái dũa này thì nó hơi xấu chút xíu mà nó cũng chạng chạng, cây kia nó khoảng 4 ly á anh em. Đó, cái miếng Sico này là khoảng 19 năm. Cái dũa xanh này thì nó khoảng 24. Rồi mã 33 này là 240k. 34 đó là một cây khẩu clay miệng. Nói chung cây này là hoạt động hoàn hảo nha anh em. Nhưng mà nằm này cái chân chỗ này hình như nó hơi cháy hơi đó, nên nó có nám nám nè ha. Đây anh em xem kỹ giùm em nha. 12 nè, super luôn nha anh em. 13 nè, 10 nè. Khẩu nhanh nè anh em, tự động nè. Đó. Đầu khẩu là khoảng 8.5. Chiều dài tay đòn là khoảng 15 năm. Nói chung cái này là công việc là tuyệt vời nha. Nói chung là nó còn ok lắm, mà chỉ có cái nó bị nám lửa nó hơi xấu thôi. Chứ nó chạy đây nó mài lại chút xíu nè. Rồi mã 34, 120k nha anh em.
34, 35. 35. Một cây cần Tago. Cái này đó là nói chung nó cũng đa năng nha anh em. Anh em xài mối Tago được nè. Cái này của Mỹ nha. Được rồi, em có bán cây 6 cái này chút xíu. Đó, hôm bữa anh nào mà mua cây kia không được đó thì liên hệ lại em mua cây này ha. Em có nhắn tin lại mấy lần mà nhà chưa nhận được tin phản hồi nha. Cái này của Mỹ nha anh em. Nè anh em. Đầu này là để em thử rồi. Bữa em nhớ 12 hay 11 gì á. 11 nha anh em, đầu này 11. Đầu này hình như 11. Để em đo cái chỗ chính xác nha nè. Ủa sao em cắn 12 nó không vừa ta? Để em thử lại cái nha anh em ơi ha. Em lấy 8 12 em bỏ vô thử. 12 anh em ơi. Hồi nãy em bỏ gấp quá nó không vừa, 8 12 nha. Đầu này đó thì nó là gắn được chữ mũi Tago thông dụng Việt Nam nè. Để em đo anh em xem nha. Sáu trăm bốn mấy, nhưng mà những cái mũi Tago Việt Nam mình là gắn vừa thông dụng hết nha anh em. Đẹp, cái này đẹp lắm, em chưa đi sinh á. Chiều dài của nó là khoảng 15 năm của Mỹ nha anh em. Rồi mã 35, 190k. 36 là một cây dao ghép cành, gọt vỏ, tách vỏ này kia đó anh em, dao xếp nha. Đó, khâu á là khâu thép trắng, áo vỏ sừng ha. Cây này còn rất đẹp nha anh em, nhưng mà năm 70 nắng lên nó có gỉ gỗ chút ít nha. Chữ nghĩa đầy đủ nha nè. Còn khá bén, em chưa vệ sinh nên mới chùi dầu thôi nha nè. Tổng chiều dài là khoảng 20 nha nè. Khâu sừng nè, ốp sừng nè. 36, 140k. 37 là một con dao đi gần 470k. Con dao này là cực kỳ đẹp nha. Em chưa vệ sinh luôn, em để nguyên cho anh em dễ hình dung luôn nè. Đó. Dao hệ đàng hoàng nha anh em nè. Đặc biệt là nó bọc đuôi luôn nè anh em. Thép trắng nè, thép trắng nè, ốp sừng nè. Đó nè, thấy không nè, thẩm mỹ cao lắm nha, độ dày cao lắm, dày nặng lắm. Em chưa vệ sinh, em chưa mài dũa gì hết nha. Tại những cái dòng này đó là dòng giá trị nên cho có một số anh em đó, họ thích tự vệ sinh ha. Nên em để nguyên cho anh em về tự vệ sinh nha. Cái này cầm rất là đầm tay nha anh em, nặng tay lắm. Tổng chiều dài của nó là khoảng 24 năm. Chiều cao của nó là khoảng 2.7 ha. Cái lưỡi dài của nó là khoảng 14 năm. Đây để cho anh em xem độ dày nè. Dày này chắc khoảng 4.8 anh nè. Nó nè, thấy không? 4.8. Rồi mã 37 470k nha anh em. 470k nha. Em xin lỗi nha. 470k. Hoàn hảo nha. 38 là một con dao đi gừng luôn, có bao luôn nha anh em. Đi câu này kia đó anh em ha. Thép trắng em chưa vệ sinh nên nó hơi dơ nha, 200k. Đuôi này nó có sự một tí nha. Tổng chiều dài là khoảng 21. Lưỡi còn khá bén. Chưa mài nha anh em, chưa mài chưa dũa nha. Rồi 38 200k nha anh em. 39 là 180k, một cây kìm cắt cáp của Fujiya nha anh em. Khá đẹp. Tay nhôm, mắc in da bằng nè anh em. Khóa nằm đây nè nha. Đây cho anh em xem cái găng miệng nó nè anh em, đẹp nha. Rồi để em test cho anh em xem ha. Anh em cắt cáp thôi nha, đừng nên cắt sợi nha nè. Đừng nên cắt cái kiểu mà kẽm này kia nha. Ngọt thế ghê, ngọt luôn nè anh em nè. Rồi, rất giá tiền đâu ta.
39 180k, 40 là 320k. Một cây kìm Canibet xây dài nha anh em, mẫu này mẫu dài, tổng thể là còn khá đẹp, khá đẹp nha. Nè lưới cắt anh em thấy không, không lọt sáng luôn nè ha, găng cũng còn khá đẹp nha anh em nè. Đó đó, có một xài á, bên Nhật nó xài cho nên nó hơi sự tí xíu nha, đặc biệt xe dài nha, xe lớn nha anh em, xe này dài tới gần 23 nè anh em. Anh em nhìn lưới cắt là tuyệt vời ha, còn khích lắm nha, còn bót lắm á. Rồi mã 40 320k, anh em làm nghề mua cây này xài cực kỳ bền luôn. 41 là một cây mở Mugi còn cực kỳ đẹp luôn nha, mở Mugi xe Honda 16 nha anh em. Đó, cái loại này ít gặp lắm nha, gặp loại lắc léo kia nhiều nha, lắc léo loại này ít gặp lắm. Nó còn một cục cao su giữ Mugi trong này luôn nè anh em. Tay dài nha, tay dài, áo nhựa rất là êm tay nha. Thằng này á, thường thường là nằm trong hãng AMOK nè, KDG này kia đó anh em, nên chất lượng tuyệt vời nha, da băng không đó anh em. Anh em nhìn nước thép nè ha, nước xi nè. Tổng chiều dài là khoảng 37. Tay dặn này là khoảng 14.5. Rồi mã 41 này là 150k nha anh em, 150k. 16 nè. Là xe Honda thông dụng Việt Nam mình nha anh em. Mã 42. Một cây xịt đa năng. Thì đó gồm xịt gió nè, xịt nước nè, xịt quá chắc luôn á anh em. Này engineer nè. Cái này thường thường là đa số mắc lên da băng không nha anh em. Tại em có nhiều cây rồi, nó giống giống nhau gì nè ha. HKC. Thí dụ á, anh em vô gió đó, anh em xịt thì nó ra gió. Anh em vô thêm ống nước đây nè, anh em xịt là nó ra nước ha. Ở đây là điều chỉnh nước nè anh em. Em test rồi nha, hoạt động hoàn hảo nha anh em. Nhôm nè, đồng thau nè, nhôm tổng hợp nè. Nên cái này xài rất là bền nha anh em. Tổng chiều dài của nó là khoảng 44.5. Rồi mã 42 này là 430k. 43. Một cây cần tự động của Mỹ nha, hoạt động còn bình thường nha, nhưng mà nó bị lỗi nên em thanh lý với giá rẻ cho anh em dùng nha, 120k thôi. Euler USA nè anh em ha. Nó bị nứt cái chén mà để chỉnh chó là qua lại nè ha. Đó. Đầu 1/2, tổng chiều dài là khoảng 25. Ngoại hình là cũng còn tương đối khá, hoạt động thì cũng bình thường nha. Nhưng mà nó nứt cái này thì anh em dặn nương nương chút xíu nha. Nứt cái chén ở chỗ này nè. Đó. Rồi mã 43 này đó là 120k. 44 đó là một cây cưa Thụy Điển nha. Cây cưa này của Thụy Điển nha anh em, còn rất là đẹp nha. Thì nó chỉnh được góc thẳng và góc nghiêng nè ha. Đó. Thì em tặng kèm hai lưỡi nha, một lưỡi này và hai lưỡi ngoài. Thì mã 44 này là 250k, là tổng cộng đi kèm ba lưỡi anh em. Thằng nhôm rất là đẹp nha, cưa Thụy Điển nha, cán nè anh em thấy không, còn vàng ống luôn. Rồi 44 250k. 45, một cây kéo cắt ton. Cái miếng ton này bị lạc đã mất tiêu anh em ơi, để em kiếm gì thử cho anh em xem ta. Nói chung cây này thì cũng còn khá bén nha, em cắt rồi nó còn khá bén, nhưng mà nó có một bị nhược điểm đó là cái lưỡi nó có ngâm sợi tóc thôi nha, ngoài ra là ok hết. Có nghĩa dạng như nó cắt gì chì nhỏ đó anh em, nó còn nhiều là ok hết. Anh em nào khéo tay về mở ra mài vuốt cạnh lại một cái là bén ngót liền. MCC mắc lên da băng này anh em ha. Cái này đẹp lắm anh em ơi, tay em nhớt nhau cầm lên nó hơi đen á, chứ cái này đẹp lắm. Cái lưỡi nó là dạng như cái chủ cũ họ dùng, họ cắt mấy cọng dây kẽm anh em, nên nó có dấu thôi ha. Tổng chiều dài là khoảng 21 nha anh em. 45 100k. 46 đó là một cái Eto này, là mẫu này mẫu cổ nha anh em. Nè anh em thấy không, hàm rất là đẹp nha. Đó. Chữ đóng đây nè anh em, Naga nè, Nagata nè, 2122 nè. Nặng lắm, cái này căng nặng cho cả 3kg anh em. Cái cốt này là nó khoảng cỡ 12-14 ly nè. Đã anh em biết là mạnh như thế nào ha.
16 ly anh em ơi. 16 ly á. 15 ly mấy 16 ly á. Cái miệng đó là khoảng 7 ly rưỡi nha, ở 7.5 cm nha. Mở an toàn nó là khoảng 5.5 nha anh em. Nặng lắm, cái này nặng lắm. Nặng hồi nãy em căng cái căng em có 2 kg à nên không có đánh giá được ha. Cái này nặng em nghĩ chắc cỡ 3 kg ăn lên quá, cỡ 3 kg quá. Cầm nặng tay lắm. Mẫu rất là đẹp nha anh em, mẫu này cô cổ anh em xài bền lắm. Rồi, mã 46 này là 580k nha anh em. Mã 47 là một cái máy mài nhắm dây. Một cái máy mài nhắm dây nha anh em, của hàng này của Makita nha anh em. Cũng còn khá đẹp, đặc biệt nó có điều tốc nha. Lúc em mua đó là nó có luôn cái tay này nè. Tay này nè, tay này xin nó luôn nè. Còn cái tay này thì em nghĩ là tay chợ nó chế vô, nhưng mà cái này là của Nhật nó độ nha. Đó. Em cũng không biết sao nó có vậy luôn nè. Cái dòng nhám nhám thâm dụng nha anh em. Nó có điều tốc nè anh em. Em các bạn đi giùm anh cái. Nhìn được tới à? Nhìn luôn đi. Cái nhám dòng này nhám dòng thông dụng nha, trên Shopee có bán nha. Cái tem nó bị xước anh em, mắc cái tem nè. Nó dính keo hơi hơi nha. Đây em thử anh em xem nè. Chạy im ra anh em thấy không? Rồi đem chỉnh được tóc cho anh em xem thử nha. Anh em thấy không, nhanh hơn này thấy không? Nhám dây nha, nhám này thông dụng lắm anh em yên tâm nha. Dù anh em nào mà mua mà không biết về cái link đó, em gửi link Shopee cho. Nó bán nhám xịn không á. Rồi mã 47 này là 620k nha anh em. Có tay nắm nè, có một cái tay chế này của nó nè. Nó chế zin đàng hoàng nha. Đồ chơi của Nhật luôn á. Rồi 47 là 620k. 48 đó là một cái kìm mỏ quạ, nói chung nó hơi xấu nha, em bán giá thanh lý luôn nha anh em. 80k. Size 250 nha. Mà cái dòng này đó làm model giống như hàng của Đức vậy đó nè. Hàng chết nè. Chết. Hoạt động bình thường hoàn hảo nha. Mà thân hơi gỗ xíu thôi, em bán giá thanh lý cho anh em dùng luôn ha. Anh em nào làm nghề làm thợ mua này xài tiện lắm. Rẻ tiền đó anh em ơi. Hàm bấm vô an toàn nó là 40 nè anh em. 40 ha. Tổng chiều dài nó là 25. Rồi mã 48 này là 80k. 49 này đó là 180k. Một cây dặn dít mini 3.6 nè. Cây này anh em xài rất là dễ nha. Anh em về chỉ thay một viên pin 3.6 á. Pin đi ông mình vô anh em là xài bình thường nha. Đùi 6.35 thông dụng nè. Có đèn luôn nha. Cái dòng này đó thì em bán em không bao gì hết nha anh em. Tại em mua nó có gì nè, em không có đồ thử luôn. Nhưng mà thường thường á, theo em biết dòng này là gần như là không có chết, gần như là không chết. Với cái này còn đẹp nè anh em thấy không? Gọn lắm, anh em xài điện tử á, dứt bên ngành nghề điện tử á, anh em xài cái này tiện lắm. Rồi, 49 là 180k. 50. Một cây kìm cắt, cây này là cắt kẽm nha. Càng cua anh em, cây này của Mỹ nha anh em. Cây này của Mỹ nè. Hàm rất là dày nha, dòng này dòng công lực nha anh em. Nói chung cái này là cái hàm còn cực kỳ đẹp, nhưng mà cái tay của nó thì nó có bị gỗ gỉ nha. Nhưng mà đặc biệt dòng là dòng công lực miệng lớn nha. Miệng mở tối đa là khoảng 2.6. Tổng chiều dài của nó là khoảng 26 năm. Ủa 16 năm cho em xin lỗi nha, 16 năm. Nói anh em, nó cắt cái này thì chắc khoảng cỡ 4 ly đổ lại nha. Nhưng mà mình cắt an toàn thì cắt có 3 ly thôi. 3 ly với 2 ly, cỡ 3 ly à, anh em nè. Cái này thì nó quá nhẹ ha. Em không có còn cái cọng cáp, em cắt thử cho anh em xem đây. Nhưng mà cái lưỡi này bao nha anh em, hàng Mỹ anh em yên tâm ha. Cắt đinh là thoải mái luôn á. À quên, ở đây anh em chờ một xíu nha. Đây có một bọc đinh nè. Đồ bọc này chưa xé anh em ơi.
Em xé em xin một cái cái thùng này nha, em cắt cho anh em xem. Đây nên chắc khoảng 3 ly rưỡi á. Đây. Bọc đinh này của thùng đồ nghề. Nè anh em. Anh em xem nha. Đó này thấy không? Nè. Cái lưỡi còn ok anh em ha. Cái này đó là có nghĩa là nó chảy đi cái lớp áo, lớp có nghĩa là lớp dơ năm tháng thôi nha, chứ không phải là nó mẻ nha. Lưỡi yên nguyên ha. Rồi. Nè cái đinh này anh em. Đinh thép của Nhật luôn đó anh em. Cam xe đạp mình là bao luôn á. Rồi. Một cái kìm càng cua cộng lực của Mỹ nha, 250k. Mã 51. 51 là một cái mở đá đa năng. Cái này thì nói chung sơn màu đen nhìn nó hơi cũ thôi, nhưng mà cái này còn đẹp nha anh em. 110k nha anh em. Cán màu xanh. Nó có con dây gì luôn, em để nguyên luôn nè. Rồi cái này đơn giản cho qua màu anh em ha. 51 110k. 52. Một cây cắt ống góc hẹp của Super Tool nha anh em, 190k. Cây này là gần như mới chưa dùng luôn. Lưỡi sơ cua còn luôn nè anh em. Nè cái lưỡi ghim của nó nè anh em. Lưỡi sơ cua nó có chữ luôn nha, nó có đóng chữ luôn á. Em chưa vệ sinh nó, em chỉ phun dầu lau dầu thôi. Đó. Thì cái này nó mở được nè anh em, cái model đó nè anh em xem kỹ model nha, mắc in da băng nè. Nó cắt được từ 5 cho đến 28 ly nha anh em, góc hẹp nha. Mới gần như mới luôn á. Rồi 52 190k. Một cây cắt ống đồng 53, một cây căng cổ nha anh em. Cái cây căng này đó em căng lên đó là nặng đâu gần kilo á. Cái xác của nó đó 900g. Cái trọng lượng mà nó căng được đó là căng cổ nha, là nó căng được 22 kg. Em căng rồi, em thử rồi rất là chính xác nha. Cái căng này nè anh em, về để gì trưng bày cũng được, hoặc là anh em nào khéo tay về dọn lại cái thân. Lý do là ốc ghê mà anh em dọn đi hoài, giống mấy anh em ở trên mạng á, anh em vệ sinh anh em dọn lại đẹp lắm. Số còn rõ nha, cái thân nó lớn lắm nha anh em. 22 kg nè, đồng thau nè, nhôm nè, trong này là đồng thau nha, đồng thau nè, này thì móc thép, vỏ sào vỏ thép. Tổng chiều dài bao gồm móc và tay nắm nha, nó là khoảng 30. Để em đo cái thằng nó bự lắm nha anh em, thằng nó bự lắm. Này mẫu cổ nha anh em, chính xác đàng hoàng nha. Khoảng 42 anh em. Rồi mã 53 này là 270k, một cái căng cổ nha. Cái này trọng lượng nó nặng gần kilo. Đồng thau nè anh em thấy không? Nè anh em nè, nè. 54. Một cây tay nhắc nồi. Cây này là của Pháp nha anh em. Tefal nè. Tefal là của Pháp nè. Nhưng mà nói chung cây này á thì nó xài giặt, nó xài nó nhắc đồ nóng á nên nó có bị mẻ một hai chỗ mà không đáng kể nha. Nè anh em, đó. Khi anh em nhắc vô, anh em bóp cái này vô nè. Bóp vô vậy nè ha, là nó ôm trong cái diện nồi của mình á, cái nồi mình nó không có rớt ra nha. Đó. Xong anh em bóp về ra nè, đó. Rồi 100k nha anh em, 100k thôi, một đồng hoàn hảo nha. 55. Một cây cắt ống, một cây cắt cắt bù lon á anh em, cắt bù lon á, còn khá đẹp nha, lưỡi đẹp nè anh em thấy không. Em chưa vệ sinh, nói chung em chỉ chùi dầu thôi, em để nguyên cho anh em xem dễ xem á. Mã 55 này là 330k nha anh em, tay dài nha, tay đòn dài nha. Nè anh em dặn lên nè ha. Nó lên nè, thấy không? Đó. Lưỡi đẹp nha. Cái này là dùng ít thôi anh em, hoặc có khả năng chưa dùng luôn đó anh em. Cái này em chỉ cần chà sơ thôi là đẹp liền, nhưng mà em để nguyên cho anh em dễ xem ha. Tổng chiều dài nó là khoảng 20.5. Lỗ của nó là khoảng 19 ha anh em, 19.45 ha. Rồi mã 55 này đó là 330k nha anh em. 56 là một cái cắt tone. Cái này đó thì mỏ cong mặt phẳng nha.
gạt phẳng nè. Cái này cắt chắc là tiện lợi cho anh em không vô tay, mà nào nó ngay cái lưỡi nó thì cũng còn khá bén lắm, nhưng mà nó cũng có bị gỉ gỗ nha, nó chấp xì hơi nè. Em bán giá rẻ cho anh em về dùng luôn ha. Lưỡi đẹp lắm nghe anh em đó. Những cái dòng này anh em cắt im lắm, nó không vô tay. Tổng chiều dài nó là khoảng 25, đuôi đó là đuôi nhựa nè, nhựa mềm nè. Nó anh em bán nội địa nè anh em thấy không. Này đó là 120k nha anh em. 57, một bộ này là gọi là do lỗ anh em, do lỗ tăng á, do kim loại á, mới chưa dùng luôn nè anh em thấy không, mất lên da băng nè, thông số kỹ thuật này anh em xài của nó nè ha. Đó, 4 cây nè, mới chưa xài luôn. Thì anh em là trong nghề nhìn là nhận ra liền ha. Còn em sẽ quay rõ cho anh em xem ha, mới chưa xài nha. Hộp của nó này nè, mất lên da băng luôn nè. Dài 12.5, ngang 5.5, cao 2.3. Rồi mã 57 này đó là 290k. 58 là một cây kìm bấm cót. Bản này là bản của Marvel đời này, đời cổ nha anh em. Đặc biệt nghe đầu là đầu thép trắng nè, anh em xài rất là bền nha. Áo là áo thép đen, mạ chrome. Tay người ta đẹp luôn, cái này đẹp đẹp lắm nha anh em, nhưng mà đời cổ lâu ngày nó bị hơi gỗ thôi. Mạ gồm, nhưng mà đầu đặc biệt đầu xếp trắng nha. Đầu đầu xếp trắng. Mẫu là mẫu cổ rồi anh em nè. Đó. Hoạt động hoàn hảo nha anh em, còn rất là đẹp nha. Cái này xài là cực kỳ bền luôn. Đầu có thông dụng nha anh em. 1.5 cho đến 8.0 nè anh em. Rồi đem ra chiều dài anh em tham khảo nha. Tổng chiều dài là khoảng 27, mấy cái này xài bền lắm nha anh em. Rồi mã 58 này là 150k. 59 là một cái qua nước nóng lạnh nha anh em. Qua này còn rất đẹp nha, tại tay em dầu á, em cầm vô nó hơi ố thôi chứ cái này còn đẹp lắm. Anh em về anh em rửa xà bông ra đẹp lắm. Nè anh em nhìn nè ha, nè. Nè, tay em nó ố á. Hiệu của nó là đem coi hiệu năm đầu à. Đây nè anh em, Toto nha. Nguyên lõi đồng thao nguyên khối nha. Đó. Cái lỗ này nè. Cái đuôi này là khoảng 5.5, có tán luôn nha anh em, có tán luôn nha, tại em chưa gắn vô á. Khoảng cách á giữa hai cái này đó, em đo từ tâm cho dễ nha, là khoảng 10 cm nè anh em. Còn cái chiều cao của này đó là khoảng 5.5. Nè. Cái độ nước xuống á nha là khoảng 9 cm nha anh em ha. Cái khoảng không á thì hậu hào của nó là khoảng 5 cm nha anh em. Đồng thao nguyên khói nha, xài rất là bền nha. Gon này gon thông dụng nha, gon này dễ tìm. Rồi 59A này đó là 450k nha anh em. Đó, hôm nay để giá hữu nghị cho anh em về dùng luôn ha. Rồi 59B cũng giống vậy luôn, nhưng mà cái này gột đồng thao, áo nhựa, mạ niken. Dòng này dòng của KVK anh em, nó nhẹ hơn chút xíu, nhưng mà được cái thì nó sáng hơn chút ha. Khoảng cách và độ cao này bằng nhau hết. Đó. Nhưng mà độ khoảng không này thì nó cao hơn kia chút xíu nha anh em. Khoảng không này nó cao chắc khoảng gần phân nha anh em, gần 1 cm á. Rồi 59B này là 450k, hàng của KVK. Áo này áo nhựa nha. Bao nước anh em yên tâm nha, đồ nước của em mua, đồ anh em mà mua đồ nước của em thì anh em yên tâm về vấn đề phụ kiện nha. Với vấn đề nước là em bao hết nha, anh em yên tâm. Rồi 59B 450k. Mã cuối cùng. Mã này đó thì nói chung cái này thì em cũng không rõ công năng không nha. Nhưng mà nhìn rất là giống một bàn ủi nhiệt đó anh em. Tại cái tay này giống tay nấu nước nè ha. Rồi nó để nó bắt lên một cái mặt kim loại á, thép trắng á. Dày á là khoảng cỡ 3 ly. Dày cỡ 3 ly. Nó dày cỡ 3 ly anh em ha. Nặng lắm, bắt cực kỳ đẹp thẩm mỹ nha. Gần như mới chưa dùng anh em ơi. Mà nằm bãi lâu ngày nó bụi bặm nó dơ á. Tay cầm êm lắm, anh em cầm nó giống giống như cái bàn ủi vậy đó. Thí dụ anh em không xài này, anh em mở ra anh em làm cái này nấu nước cũng ngon nữa. Chiều dài của nó là khoảng 31, mặt ngang nó là khoảng 10.5. Hàng này thì chắc hàng Nantonan anh em ơi. Công tắc này ha, xin nó luôn đó.
mắc kênh da băng nè. Rồi mã cuối cùng, mã 60 là 290k. Rồi em xin cảm ơn anh em đã dành thời gian xem clip của em nha. Rồi chào tạm biệt anh em nha.